Thưa quý vị, nếu về xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ thì quý vị sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi đến thăm vườn chuối triệu đô gần cả 100 hecta. Với những hàng chuối xanh bạt ngàn và quả sai chữ buồng, nơi đây còn được gọi là công viên chuối độc đáo nhất đồng bằng sông Cửu Long. Độc đáo không chỉ bởi có diện tích lớn và chuối được trồng theo công nghệ hiện đại, mà còn bởi đây là cách làm ăn mới của một nhóm nông dân mạnh dạn đầu tư và dám thay đổi cách nghĩ cách làm. Không còn cuốc bẫm cày sâu trên những mảnh vườn nhỏ bé, bây giờ những nông dân này đã có cách làm riêng và giúp tăng hiệu quả sản xuất lên rất nhiều. Năm 2014, một nhóm nông dân ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn đầu tư trồng 10 hectare chuối áp dụng công nghệ nhằm mục đích xuất khẩu. Chỉ một năm sau, diện tích đã tăng lên thành 87 hectare và nơi đây trở thành vườn chuối công nghệ cao đầu tiên và lớn nhất ở miền Tây. Nếu mà chúng ta trồng manh muốn nhỏ lẻ thì chúng ta không xuất khẩu được, tại vì số lượng không có. Rồi cái size cỡ, chất lượng không đồng đều. Do đó chúng tôi phải thành lập một cái trang trại lớn như thế này để chúng tôi phải có đủ cái sản lượng mà để xuất khẩu. Đây là một trong những vườn chuối hiếm hoi của cả nước được trồng tập trung với diện tích lớn và áp dụng công nghệ hiện đại. Ngoài việc chuối được trồng theo phương pháp cấy mô để sạch bệnh, phát triển đồng đều, vườn chuối này còn được chăm sóc một cách đặc biệt. Lúc mình thu hoạch là mình đốn, mình phải để xuống cho nhẹ. Như cái kỹ thuật là mình lặt gâu trái, đặng cho trái nó lớn gì nè, đặng cái trái chuối nó đẹp. Ở đây, chuối được trồng khép kín từ khâu chọn giống, tưới nước, bón phân đến lúc thu hoạch, đóng gói. Và không phải mọi công đoạn đều được làm thủ công bởi đã có sự hỗ trợ của máy móc. Máy tưới nước, máy phun thuốc trừ sâu hay máy chạy vỏ thùng như thế này đều là những sáng tạo của nông dân trong tổ hợp tác. Ở đây là mình tự cải tiến và sáng chế ra được cái máy phun nước, tức là máy tưới nước. Máy tưới nước này thì cái công suất nó mạnh. Một ngày cái công suất của nó làm có thể là thay vì công nhật mình tưới nước bằng máy móc bình thường á thì nó có thể kéo dài từ 4 đến 5 đâu có từng lễ mình mới giáp được, mà cái lượng nước mình cung cấp cho cây nó cũng không có đủ. Nhưng mà nếu mà đã chế được cái máy này rồi thì mình chỉ cần mình một hoặc là hơn một ngày thôi là mình đã tưới đều vườn rồi, và đặc biệt nữa là ướt, cực kỳ ướt, mà mình chủ động được nhân sự. Thay vì mình tưới thủ công thì mình cần rất nhiều nhân sự. Trong khi ở đây thì chỉ cần một hoặc hai nhân sự, chỉ hai nhân sự thôi, là mình có thể là tưới đều vườn. Không chỉ độc đáo bởi diện tích và cách làm mà vườn chuối triệu đô ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ của thành phố Cần Thơ còn đang mang lại rất nhiều hiệu quả thiết thực. 80% chuối ở đây đã được xuất khẩu ra nước ngoài, trong đó có nhiều thị trường khó tính như là Nhật Bản và Hàn Quốc. Và điều này một lần nữa cho thấy là nông dân muốn gia tăng hiệu quả sản xuất thì không còn con đường nào khác, đó là phải hợp tác để mở rộng quy mô và đảm bảo chất lượng nông sản. Đây là năm thứ hai công ty này hợp tác thu mua chuối của tổ hợp tác Lâm Phát Hưng để xuất khẩu. Đã đến nhiều vùng nguyên liệu, nhưng chuối ở nông trường sông Hậu được đánh giá là cao nhất, không chỉ bởi chất lượng mà số lượng cung ứng luôn đáp ứng đủ yêu cầu. Thứ nhất là cái diện tích lớn, và thứ hai nữa là cái quy mô để đảm bảo được cái tốc độ của thu gom chuối như những nơi khác thì sẽ không bao giờ có. Nó thu hút được cái lượng khách hàng rất lớn, ngoài thêm nữa là cái nhu cầu của khách hàng thế giới khi mà họ đã biết đến cái trang trại chuối ở đây ấy, thì họ rất là thích, ai cũng mong muốn là được ở lại hợp tác mua lâu dài. 80% chuối được trồng ở đây là phục vụ xuất khẩu, và hiện chuối của tổ hợp tác đã xuất khẩu sang được 9 quốc gia. Đáp ứng đủ số lượng và đảm bảo chất lượng nên đến nay không có một đơn hàng nào bị trả về. Cái yêu cầu cho chất lượng xuất khẩu thì bao gồm có là ngoại hình và cái chất lượng quả chuối và chất lượng cả cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Thì đối với chuối ở đây thì đảm bảo tất cả các tiêu chí trên, nhưng ngoại hình rất là đẹp và chuối cũng rất là ngon. Và cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật thì cũng cách ly được, đảm bảo cái tiêu chuẩn an toàn. Với các nước như là Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản, rồi Ả Rập Xê Út, Dubai thì vẫn có nhu cầu mua cái chuối này rất nhiều. Để trồng chuối có lời, 1kg chuối bán ra phải từ 5.000 đồng trở lên. Nhưng nhờ có đầu ra ổn định nên chuối ở đây thường được bán với giá 7-8.000 đồng 1kg. Không những thế, mặc dù sản lượng chuối mỗi năm lên đến 5.000 tấn, nhưng theo những ông chủ nông dân ở đây thì họ luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Sau 3 năm canh tác, diện tích vườn chuối đã tăng từ 20 đến 87 hectare. Sản lượng tăng từ 1.200 tấn lên hơn 5.000 tấn, doanh thu tăng gấp 4 lần.
khi mà bà con nông dân chúng ta hợp tác lại với nhau để trồng cây chuối thì tính ra cái giá trị của nó thì nó gấp 2-3 lần so với cái những cái hộ nông dân mà chúng ta làm theo cái hướng manh muốn nhỏ lẻ. Hợp tác sản xuất với quy mô lớn có cơ hội gia tăng hiệu quả canh tác. Cách làm mạnh dạn của tổ hợp tác trồng chuối xuất khẩu Lâm Phát Hưng tại nông trường sông Hậu đã mở ra một hướng đi mới cho người nông dân trước ngưỡng cửa hội nhập. Thưa quý vị, không chỉ tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho các thành viên và giúp phát triển kinh tế địa phương, mô hình trồng chuối xuất khẩu của tổ hợp tác Lâm Phát Hưng còn mang một ý nghĩa lớn với người dân địa phương. Thay vì phải lên thành phố để tìm việc thì bây giờ hàng trăm lao động ở đây đã có được một công việc rất ổn định. Ngoài việc tạo thương hiệu trái chuối Việt Nam trên thị trường quốc tế và góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản, vườn chuối công nghệ cao của tổ hợp tác Lâm Phát Hưng còn giải quyết việc làm cho hàng trăm người dân tại địa phương. Trước kia thì cái vùng này, cái vùng nông thôn này thì người dân con cháu họ đi Bình Dương hoặc là những cái khu công nghiệp ở đô thị ra đó họ làm. Thì lương 3 triệu, 4 triệu gì tháng thì cũng sống không có tiền. Nhưng mà về đây thì chú làm cái farm này ở đây thì người nông dân ở đây vào làm thì họ cũng kêu gọi con cháu của họ về đây làm với chú. Để đáp ứng yêu cầu chăm sóc vườn chuối, mỗi ngày nơi đây có khoảng 100 công nhân làm việc thường xuyên, lúc cao điểm có thể lên đến 200 người. Đối với người dân địa phương thì từ ngày nông trại trồng chuối đi vào hoạt động thì thu nhập của họ cũng đỡ đi phần nào. Có vườn chuối giờ thấy cũng khỏe, mặn nó cũng có dư đủ sống rồi cho hai nuôi con rồi đi học rồi đó, cũng còn dư là được một mớ. Gần nhà nó tiện hơn mình đi xa, với lại nó cũng ổn định hoài, nó không có thất nghiệp. Nhà ông Nguyễn Văn Em có 5 người thì đã có 4 người vào đây làm việc. Tuổi càng ngày càng cao nên nỗi lo lớn nhất của ông là sẽ khó tìm được việc làm để lo cho gia đình. Gần như cả cuộc đời, người đàn ông này đều phải tha hương cầu thực ở xứ người. 2 năm trước, khi biết địa phương có mở trang trại trồng chuối, vợ chồng ông về xin vào làm. Vì mình gần, mình vô đây mình mặn, nó không có tốn tiền gì, nhưng nó khỏe dữ lắm, khỏe. Nhà của vợ chồng ông Nguyễn Văn Em nằm kề vườn chuối, nên mỗi ngày cả nhà ông không phải mất nhiều thời gian di chuyển đến chỗ làm. Vợ chồng ông không dám hy vọng sẽ thay thế ngôi nhà tranh này bằng một ngôi nhà khang trang hơn. Nhưng bây giờ cả nhà đã tìm được một công việc ở gần nhà nên ước mơ đó sẽ không còn quá xa vời. Không có thì kiếm ra thành phố kiếm công việc làm quốc bên lắm. Không dễ ăn đâu, ra đây nhờ nè, nhờ gần 2 năm rồi, đỡ khổ còn ta biết nhiều nữa. Bây giờ hàng trăm lao động ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đã có được công việc ổn định với mức lương từ 3 đến 4,5 triệu đồng một tháng. Nhiều người hy vọng rằng sẽ có nhiều hơn nữa những trang trại sản xuất với quy mô lớn như vậy để lao động trong làng không còn phải bỏ xứ ly hương.